Các bạn nha, gặp lại các bạn trong lòng mình rất là vui nha các bạn. Hôm nay tiếp tục đi bắt ong nha các bạn. Này mình cũng đi hơi chảy các bạn, chiều mình mới thấy tổ ong, mình phải cho ong cho các bạn xem nhé. Mình mới đi tới đây là gặp tổ ong rồi các bạn. Đi thôi. Xong rồi các bạn, để mình coi thử các bạn. Không biết hình như có ai bắt hay sao các bạn. Để mình coi coi thế nào. Để mình bắt mình coi cho các bạn xem. Mặt cũng vừa ngon các bạn. Bạn thấy mặt không? Cũng được. Rồi mình tạm dừng cái tiếng mình có nữa mình bắt mình quay tiếp cho các bạn. Nhưng mà mặt chưa đầy các bạn. Tổ này mà mặt đầy là từ là gần nửa lít. Chào các bạn, đây một tổ nữa các bạn ơi. Tại mình cũng to quá, trên bụi chè cao quá. Cũng to lên cho các bạn nhìn thấy nha. Đây các bạn. Chim cao. Tổ này trên cao quá. Tổ này trên cao quá chắc mình phải bắt xuống rồi mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Trên cao quá các bạn ạ. Cao. Mình tạm dừng đi nha. Mình bắt xuống nè các bạn. Mặt cũng được nha các bạn. Cũng khá là ngon nha. Này. Cũng được các bạn ạ. Thôi, chứ nữa có nữa anh quay nữa cho các bạn nha. Chào. Là nữa nè các bạn. Sát với đường luôn nè các bạn. Tổ này cũng nhỏ các bạn. Các bạn. Tổ hố mặt các bạn ơi. Hố mặt có kiến vàng nữa. Thôi mình giữ kiến vàng cho các bạn xem nào. Các bạn thấy kiến vàng không? Kiến vàng nó đang bu nó cắn ong đó nè bạn, nó đang đeo con ong luôn nè.
đó. Răng đen không, tổ này trước sau nó cũng đi nha các bạn, có kiến là nó đi rồi các bạn ơi, nó đang rút mặt hết rồi. Không có mặt các bạn ơi. Không có mặt luôn á. Nó đang rút mặt. Có kiến vàng các bạn, kiến nè, có trực kiến vàng luôn. Có kiến nó tấn công mà tổ này thế là đúng đi các bạn. Thôi mình bỏ các bạn, không có mặt. Hai, chào các bạn nha. Mình có công việc rồi các bạn à. Mình giờ mình về nhà rồi, mình có công việc rồi. Mình đi mới được tiếng hộ các bạn. Được 3 tổ. Tổ kia không có mặt mình bỏ nha các bạn. Còn hai tổ mình quay hai tổ cho các bạn xem. Giờ mình về mình phải đi công việc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Chào các bạn.